Crowdfunding, gọi vốn cộng đồng, là một hình thức gọi vốn được khá nhiều startup lựa chọn trong thời điểm hiện nay. Ưu điểm lớn nhất của nó đó là chủ dự án có thể gọi được một số vốn lớn từ Internet mà không mang nặng áp lực là phải chia sẻ công ty của mình cho bất cứ ai. Vậy crowdfunding khác với hình thức gọi vốn truyền thống như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Crowdfunding giúp các doanh nghiệp, nhất là những startup rao bán trước một sản phẩm hoặc dịch vụ sắp được triển khai mà không phát sinh nợ và cũng không phải hy sinh vốn chủ sở hữu hay cổ phần. Hiểu ngắn gọn thì crowdfunding là hình thức tài trợ tiền từ một số lượng lớn người tham gia, thường thông qua Internet. Nói cách khác, crowdfunding gần giống với hình thức kêu gọi gây quỹ hơn là bán cổ phần công ty. Khi gây quỹ thành công thì toàn bộ số tiền được ủng hộ sẽ được chuyển về chủ sở hữu của dự án. Số tiền này sẽ được dùng để hoàn thành dự án và phát triển công ty. Trong trường hợp gọi vốn không thành công thì số tiền ủng hộ sẽ được chuyển trả lại cho từng nhà đầu tư cá nhân trước đó. Hiện nay thì các startup thường gọi vốn trên các trang web gây quỹ cộng đồng. Nổi bật nhất phải kể đến Kickstarter và Indiegogo. Những trang web này kiếm doanh thu từ việc tạo nền tảng gọi vốn chuyên nghiệp và ăn phần trăm trên mỗi dự án gọi vốn thành công. Ngoài việc gọi vốn thì crowdfunding còn là nơi để thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng có thể sẽ trở thành những người mua hàng thực thụ và trở thành đại sứ của dự án, giúp lan truyền thông tin đến nhiều người hơn. Có thể thấy dù gây quỹ không thành công nhưng chiến dịch cũng sẽ giúp startup nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn. Những nhà đầu tư hay người quyên góp cho dự án sẽ nhận về những phần thưởng tri ân của chủ dự án. Có nhiều cách để tri ân cho những người ủng hộ dự án. Cách phổ biến là dựa trên phần thưởng. Nghĩa là những người đã ủng hộ dự án sẽ được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi hoặc được nhận một món quà tương xứng với khoản đầu tư của họ. Năm 2012 thì có 536 website hoạt động về gây quỹ cộng đồng hỗ trợ huy động 2,7 tỷ đô la trên toàn thế giới. Theo số liệu thống kê từ Mass Solution, một công ty chuyên nghiên cứu thị trường, chỉ trong năm 2013 thì số tiền gây quỹ từ các trang trực tuyến trên thế giới là 5,1 tỷ USD. Theo báo cáo của Kickstarter, đến tháng 4 năm 2017 thì có 35,8% dự án trên Kickstarter được tài trợ thành công và hầu hết các chiến dịch thành công đều kêu gọi được khoảng 10.000 đô la. Nhiều sản phẩm và doanh nghiệp gọi vốn cộng đồng trên Kickstarter đã trở nên rất thành công và sinh lời lớn. Oculus VR, công ty Mỹ chuyên về các sản phẩm phần cứng và phần mềm thực tế ảo, đã được tài trợ thông qua gọi vốn cộng đồng trên website này. Vào năm 2012, thì người sáng lập Palmer Luckey đã phát động một chiến dịch Kickstarter để quyên tiền sản xuất thiết bị thực tế ảo, hỗ trợ chơi trò chơi video có sẵn. Chiến dịch gây quỹ này đã thu được 2,4 triệu USD, gấp gần 10 lần mục tiêu ban đầu là 250.000 USD. Vào tháng 3 năm 2014, thì Facebook đã mua lại Oculus VR với giá 2,3 tỷ USD. Sở dĩ crowdfunding trở nên phổ biến là bởi vì nó đã đáp ứng được nhu cầu của cả chủ dự án và những người quyên góp. Chủ dự án thì giải quyết được vấn đề thiếu vốn, còn những nhà quyên góp thì thẩm định và ủng hộ dự án với số tiền rất nhỏ, kể từ khi nó còn là một bản phác thảo tiềm năng. Chúng ta vừa tìm hiểu crowdfunding là gì, và nếu các bạn vẫn còn những thắc mắc liên quan đến doanh nhân, lịch sử hay khoa học thì đừng quên lại comment bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới nhé.